trên 105 để lúa xuống cây bên kia tâm 2.000 bên luôn mấy bạn ơi. Sợ muốn đắt luôn, người tài xế bó tay, cắt thì gắn cắt chứ sợ muốn chết luôn. Cắt mấy miếng đất này là lỗ mấy bạn ơi, lúng qua tốn dầu chứ không nổi. Bắt đầu máy cắt rồi ba tiếp tục mấy bạn ơi, lúng thì lúng cũng bường luôn, gán chịu chân sao giờ lỡ vô mà lúng cũng phải gán cắt cho người ta chân sao giờ. Có nạt có mỡ mấy bạn ơi, vô đông sân là toàn ha, mấy bữa nay đầu vụ vô toàn là ăn nha, ăn mỡ không, không thấy nạt đâu chứ. Máy kéo thì kéo không nổi nữa. Hai cái dính đụm giờ không ra vô được, chân dính luôn các bạn. Hai cái bị dính đụm luôn rồi. Kéo dính đùm với nhau rồi kìa, nó lầy nó sàn với dính luôn với nhau rồi kìa, thấy ra không được mấy bạn ơi, quá căng luôn rồi. Hai cái nó dính với nhau không à, sức ra được rồi các bạn ơi, bó tay miếng đất luôn, hai máy ra, hai máy dính nhau, hai cái nó sàn vô chỗ một hả, hên vụt ra được rồi. Máy kéo chạy không nổi luôn rồi. Máy kéo mắc lại nữa mấy bạn, chắc miếng đất là giờ sợ chạy luôn, sợ luôn mấy bạn ơi, quá trời nó lúng trình cơ là. Cái chỗ nãy hai chiếc đầu nhau dính đùm vô kè hết nhau luôn. Máy kéo chạy qua cái lầy luôn mấy bạn. Lầy chịu không nổi luôn nữa. Chắc lầy đông sân mà nó lúng cỡ này rồi mấy bạn ơi. Lúng qua mấy chỗ đó nãy vô không được kìa, bây giờ chủ tượng cắt ra tay luôn đó mấy bạn ơi. Máy kéo lúng rồi nè. Xin chào mấy bạn nha.